Ok, hello anh em thì hello anh em. Hiện nay thì cái việc mà anh em sẽ tự tạo tài khoản quảng cáo PM nhá, là anh em sẽ không tạo được đâu, bởi vì anh em mua bia Sáu Minh Dương Tính hay là bia 902 hay là bất kỳ loại bia gì, khi anh em tạo PM xong nó mặc định nó sẽ khóa PM của anh em lại, và điều kiện là anh em sẽ cần phải kháng cái PM đi về. Và khi anh em kháng về thì anh em kháng được đi, trường hợp kháng được đi thì anh em dùng để tạo tài khoản quảng cáo thì nó lại bị đai, hoặc nó bị hâu, hoặc nó bị đai 792, cho nên nó gặp rất rất nhiều vấn đề trong cái việc là tự tạo PM vào hiện tại thì để có được cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp ấy thì chúng ta sẽ không thể nào sử dụng trực tiếp và cách tạo trực tiếp ở trên Facebook được, mà chúng ta có thể tạo thông qua Instagram. Thông thường tất cả các loại PM đang có cung cấp trên thị trường là tạo qua Instagram để tránh cái hiện tượng bị đai như ở trên Facebook anh em nhé. Thì PM trên Instagram hay PM trên Facebook thì nó cũng là một thôi, nó cũng khác gì nhau, nó chỉ khác là cái cách tạo. Thì khi mà tạo khác nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái tài nguyên nó khác nhau. Đó thì chia sẻ thẳng là hiện nay quảng cáo Facebook nó không phải là cái gì đó quá ghê gớm, nhưng nó cũng không dễ như ngày xưa. Nó không phải là các bạn chỉ bấm 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 là nó có thể chạy được ngay, đặc biệt là những bạn mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái khâu đầu tiên, trong cái đó là có tài khoản quảng cáo để chạy. Thì để chạy được quảng cáo thì điều đầu tiên quan trọng nhất các bạn là phải có tài khoản quảng cáo đã. Nếu như không có tài khoản quảng cáo thì các bạn cũng không chạy được. Thì nếu như bạn nào đang gặp khó khăn ở cái khâu đó thì các bạn có thể xem cái video trên này, là cái video hướng dẫn cập nhật cho anh em người mới đấy chạy quảng cáo mới nhất của mình. Các bạn cứ áp dụng cái đấy là chắc chắn là chạy được. Cái thứ hai là sắp tới trong tháng 10 tới thì mình có tổ chức một lớp, bởi vì anh em mà hỏi quá nhiều, mình thấy anh em hỏi nhiều quá nhưng mà mình không tổ chức được. Thì địa điểm offline thì ở Hà Nội, tuy nhiên là cái việc setup văn phòng nó mất khá nhiều thời gian, vậy nên là mình sẽ tổ chức online, mình dự kiến tổ chức online vào ngày 5 tháng 10 sắp tới. Vậy nên là nếu như anh em nào muốn học cái khóa này thì anh em có thể comment xuống bên dưới thì mình sẽ gửi cho anh em thông tin khóa học này. Khóa học này sẽ học qua Zoom và yên tâm là sẽ hướng dẫn anh em tất tần tật mọi thứ đầy đủ từ A đến Z, và thực hành ở trên máy của anh em. Học ở đây là chúng ta sẽ thực hành với nhiều bạn khác nhau, chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau, với những ngành nghề có những cái tư duy khác nhau, với những cái target khác nhau, để chúng ta có thể tư duy tốt trong cái marketing này, chứ không phải là chỉ trong một cái ngành nghề của chúng ta đâu. Đôi khi chúng ta ở trong một cái ngành nghề chúng ta, các bạn không được tiếp xúc với những ngành nghề khác thì các bạn sẽ bị cái rào cản của chúng ta bị co lại trong một cái thị trường quá nhỏ lại, cho nên chúng ta không thể nghĩ được nhiều cái. Đấy, khi chúng ta tiếp xúc được với các bạn khác và các ngành nghề khác nhau thì chúng ta có nhiều ý tưởng hơn, có nhiều cái sáng tạo hơn, và cái đấy giúp chúng ta kinh doanh hiệu quả hơn, đặc biệt là quảng cáo hiệu quả hơn. Ok anh em nhé, thì nếu như anh em nào quan tâm đến khóa học thì có thể comment xuống bên dưới, hoặc là inbox cho mình qua Zalo. Mình sẽ để cái đường link mô tả của khóa học này, duy nhất cái đường link mô tả của khóa học này ở cái mô tả của video này, và số điện thoại của mình các bạn có thể inbox cho mình qua Zalo và fanpage của mình, các bạn inbox. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo. Bye bye.